đàn ông còn đấy. Cái bây giờ là cái Nikon nó lại dùng tiện hơn. Vào sợ không ra được, không mở cửa được. Thế cho người ra đi chứ. Thôi cứ ngồi trong xe nó đông quá chứ. Thế thì cứ ngồi trong xe cũng được cái gì? Vâng, trong xe cũng được. Các xe gọi nó đều nhau. Không gian cứng rồi. Muốn ra có thể ra từ cửa bên con người đi ra mới được theo. Cửa bên này cũng ra được. Thank you.
xe này rất xịn, cho nó vượt qua. Không phải. Mình lắp cái đằng trước. Cái đường rộng quá khó chụp lắm.
lớn quá đâu. Đi ra nhà.